Xin chào mọi người, mình mới ngủ dậy. Mình sẽ tranh thủ tập thể dục chút xíu, rồi sau đó là mình nhảy qua văn phòng để đẩy ra những cái tín hiệu cho bạn. Bạn có thể áp dụng nó để chốt đơn ngày hôm nay. Thì hồi hôm qua mình có tặng cho bạn một cái tín hiệu miễn phí, là mình đã nói là nếu giá vẫn giữ được trên 66.500 nó sẽ bò lên lại. Ok, thì vừa rồi nó từ 66.000 mấy trăm đó, nó bò lên ngay bây giờ là được đâu 68-69.000, đâu được vài ngàn đô. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Ok, chút nữa mình sẽ đẩy video vào cho bạn. Okay. Cái thị trường này nó đang thay đổi hàng giờ. Và đáng lẽ hồi tối là mình cũng có một cái phát tuyến cho bạn, nhưng mệt quá, mình ngủ sớm. Ok, mệt quá mình đi ngủ sớm rồi. Ok, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Nhớ thị trường này nó đang thay đổi hàng giờ. Và nếu mà bạn không đi sát với nó thì bạn chỉ sẽ bị ăn đòn. Và gọi là bạn sẽ ăn đòn mãi, gọi là ăn đòn hết ngày này qua ngày nọ. Nó là vậy. Ok, thì đã theo dõi thị trường thì phải là theo dõi. Ok, sát với tiền Academy. Vậy thôi, mình tranh thủ mình tập sống hơi chút xíu. Sau đó là mình sẽ nhảy, mình ăn chút xíu, mình nhảy qua phòng để những cái tín hiệu, nhà tín hiệu cũng giống như tín hiệu chỉ có mua vô bán ra thôi, qua tin nhắn hay là tín hiệu video, và mình sẽ cố gắng làm những cái video đầu tư dài hạn cho anh em. Hôm nay mình vẫn ở trong cái thành phố của mình, có vài cái việc cá nhân, những cái thời gian còn lại thì mình sẽ dành cho gia đình thứ hai của mình, những người cập nhật tín hiệu với mình.